Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cái loa hú công suất cực kỳ lớn và có nhiều âm thanh để lựa chọn. Loa này nếu mà mình dùng để chống trộm hoặc là chạy báo động thì cực kỳ tốt luôn. Loa này cái công hiệu điện thế nó là 12V, nhưng mà dòng tiêu thụ nó rất là nhỏ. Mình có thể dùng cái hiệu điện thế thấp hơn. Đây, nó không ghi thông số rõ nha. 12V 30W. Có 4 tiếng. Bây giờ em thử cái 9V xem thế nào nhá. Này về âm. Này dương. Nhỏ quá, hiệu như thế thấp quá. Bây giờ mình sẽ tăng lên cái nữa nhé. Rồi. Tiếng kêu tọt tọt là dùng, các bạn hay thấy các công an cơ động người ta hay dùng á. Rồi, tiếng này. Này, tiếng xe còi cấp cứu. Tiếng xe cảnh sát. Cực kỳ lớn luôn nha. Đó, bốn tiếng khác nhau. Cho các bạn thích thì sử dụng cái tiếng nào cũng được. Nó chỉ bấm vào một cái thì nó sẽ chọn âm thanh, sau đó nó phải bấm thêm lần nữa mới tắt. Đây mình giới thiệu các bạn cái loa này nhé, còi hú báo động này, để các bạn tham khảo. Mình sẽ cắt cái này, bộ phím này đi và mình bỏ đi. Thay vào đó mình sẽ dùng remote điều khiển từ xa, để cái loa này chỉ cần gắn độc lập như vậy, một mình cái loa không thôi. Đó, còn mình sẽ điều khiển được từ xa nhé các bạn. Các bạn hãy nhấn đăng ký để theo dõi video tiếp theo. Thì mình gắn remote lên để mình sẽ gắn trực tiếp lên xe máy của mình để mình chạy. Đôi khi cần công việc khẩn cấp thì mình sẽ gắn cái loa này lên và bật còi hú để chạy cho nó nhanh. Đấy. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.